Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Mình là Tú Nguyễn. Trong channel này, mình sẽ chia sẻ với các bạn các vấn đề liên quan đến tài chính, đầu tư và các hình thức kiếm thêm thu nhập tại nhà mà không cần phải làm việc mỗi ngày. Nếu đây là các vấn đề bạn quan tâm thì hãy nhớ subscribe channel của mình để chờ xem những video mới nhất. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo tài khoản mua bán stock dành cho người mới bắt đầu. Thì đối với các bạn đang ở Mỹ thì có thể đăng ký mở tài khoản thông qua hai ứng dụng hoàn toàn miễn phí, tức là Robinhood và Webull. Đây là hai ứng dụng mình đã sử dụng từ những ngày đầu tiên, trong đó có Robinhood là ứng dụng đơn giản nhất và dễ sử dụng nhất. Ngoài ra thì các bạn có thể mở tài khoản ở nhiều nơi khác nhau, nhưng mình khuyên các bạn là trước khi mở tài khoản ở bất kỳ một nơi nào đó thì các bạn hãy vào website SIPC chính thức để kiểm tra xem broker mà bạn muốn mở tài khoản có phải là thành viên trong nhóm hay không. Đây là một công ty phi lợi nhuận chuyên đứng ra bảo vệ những nhà đầu tư. Trong trường hợp công ty môi giới bị thất bại, số tiền mà SIPC bảo vệ lên đến 500.000, trong đó có 250.000 là tiền mặt và 250.000 còn lại là trái phiếu và cổ phiếu. Nếu tổng số tiền đầu tư của bạn dưới 500.000 thì bạn có thể an tâm khi mở tài khoản của mình. Các bạn không cần phải định cư ở Mỹ hoặc là công dân Mỹ thì mới được bảo vệ nhé. Chỉ cần công ty môi giới nơi bạn mở tài khoản là thành viên của SIPC thì số tiền trong account của bạn sẽ được bảo vệ như nhau. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mở tài khoản ở Robinhood trước, sau đó thì chúng ta sẽ mở tài khoản ở Webull. Hai ứng dụng bạn có thể tải về từ Google Play hoặc Apple Store. Nếu bạn nào muốn nhận được free stock mở tài khoản với Robinhood hoặc Webull thì hãy sử dụng link giới thiệu của mình sẽ để bên dưới. Phần tạo account khá là đơn giản, các bạn chỉ cần điền địa chỉ email, password và tên họ của mình vào. Sau đó các bạn kiểm tra email để kích hoạt link đăng ký nhé. Bước kế tiếp, điền số phone mà bạn đang sử dụng vào để nhận verification code. Tiếp đến là ngày tháng năm sinh. Nếu bạn là công dân Mỹ thì chọn United States, không phải thì chọn theo trên giấy tờ của bạn. Phần này điền số an sinh xã hội của bạn vào. Câu này hỏi bạn có bao nhiêu năm kinh nghiệm đầu tư. Nếu mới bắt đầu thì bạn có thể chọn option 1, 2, 3 đều được nhé. Mình sẽ chọn cái thứ 3. Phần option trading này thì bạn cứ chọn yes. Sau này nếu bạn có muốn trade thêm option thì khỏi phải apply. Nếu bạn nào đi làm thì chọn employ, đang thất nghiệp thì chọn unemployed, retire nếu đã nghỉ hưu, còn nếu đang đi học thì chọn student. Nếu đi làm thì điền tên nơi làm việc của bạn vào. Hai câu hỏi kế tiếp thì đa số sẽ chọn no, trừ khi bạn có người thân làm việc trong ngành này. Tiếp theo là review và submit application. Bây giờ thì bạn có thể chuyển tiền vào account để mua bán stock. Chọn nhà băng mà bạn đang sử dụng. Mình sử dụng Bank of America nên sẽ select bank này. Các bạn đăng nhập vào bank và verify nhé. Lần đầu transfer thì mình khuyên các bạn transfer một số tiền nhỏ trước, xem thử có vấn đề gì không, sau đó thì mới chuyển tiếp số còn lại. Quá trình transfer mất tầm 3 đến 5 ngày, nhưng Robinhood cho phép bạn sử dụng 1.000 đầu tiên lúc transfer vào để mua stock mà không cần phải đợi. Nếu bạn đăng ký sử dụng link giới thiệu của mình thì cả hai sẽ nhận được một random stock miễn phí. Giá trị phụ thuộc vào giá trị của stock mà bạn nhận được. Ở đây thì mình nhận được một free stock có giá 6 đồng 18 cent. Bây giờ mình sẽ thử mua một stock để các bạn có thể dễ hình dung nhé. Stock mình sẽ mua là Apple. Apple hiện đang có giá 136 đồng 31 một share. Các bạn vào trade chọn buy. Phần trade option ở trên thì mình sẽ nói vào một video khác. Các bạn nhớ chọn buy ở phần này. Khi mua thì các bạn có thể mua nguyên share hoặc mua theo một số tiền nhất định. Vì tài khoản này không có đủ tiền nên mình sẽ mua theo số tiền mà mình có. Mình sẽ chọn buy in dollars. Và mình sẽ mua 3 đô nhé. Nếu các bạn thấy là 3 đô thì mua được 0.02 share của Apple. Với cách mua này thì bạn không cần phải có nhiều tiền để có thể mua được những stock lớn như Google hay Amazon, thích hợp cho những account nhỏ. Ví dụ bạn có 1.000 đô muốn đầu tư vào top 10 công ty lớn nhất tại Mỹ thì mỗi công ty bạn có thể invest vào là 100 đô. Nếu bạn muốn bán ra stock thì vào trade chọn sell. Bạn có thể bán ra số lượng share tương ứng với số tiền mà bạn điền vào hoặc có thể chọn sell all để bán đi tất cả. Nếu các bạn chọn buy in share thì nó sử dụng limit order và mình khuyên là các bạn luôn luôn sử dụng limit order trong mọi trường hợp cả khi mua và khi bán để được giá chính xác nhất. Tiếp theo đây mình sẽ hướng dẫn sơ qua cách sử dụng Webull. Cách mở account Webull thì cũng giống với Robinhood nên mình sẽ skip phần này. Bước transfer tiền vào account thì cũng giống với Robinhood, có điều sau khi transfer thì bạn phải đợi đến một tuần sau thì mới có thể mua được stock. Bây giờ mình sẽ chọn mua một stock nhé. Mình sẽ mua một share của hãng Spirit Airlines. Sau khi mua, bạn sẽ thấy các thông tin về stock của mình nằm trong một position.
Chiller thì bạn có thể bán là stock sử dụng sell order hoặc là close order đều được. Và nhớ là luôn luôn sử dụng limit order và set limit price cho mỗi lượt trade. Theo mình thì Ally stock hiện giờ đang rất là rẻ, still undervalued, và phần lớn số tiền trong account này để mua Ally stock. Thì đây là account IOM mà mình mở cho người nhà hồi tháng 5, đến bây giờ cũng hơn 8 tháng và tăng được 23%. Thế là không nhiều so với những tài khoản khác, nhưng đối với mình mỗi năm chỉ cần tăng trưởng 15-20% là coi như đã đạt được kế hoạch mình đề ra. Nếu bạn nào muốn mình làm video chia sẻ về account này cũng như những stock mà mình mua và bán thì hãy nhớ comment bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.